Em xin kính chào các bác yêu Lan ạ. Hôm nay em gái lại xuống tác phẩm đơn thân và chia sẻ gửi đến các bác trên like ngày hôm nay nhé. Mở đầu like thì xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu Koki. Đây là cái top Lan Koki xưa, một trong những cái mặt bông rất là đẹp các bác ạ. Đây ạ, mã số 1 nhá. Em chia sẻ các bác mã số 1. Đó là một chậu Koki các bác, đây là hàng chậu ạ. Đó, chia sẻ các bác cái mã này, nói chung là toàn bộ là hàng có nụ các bác nhé. Mặt bông của Koki thì nó rất là đẹp các bác ạ. Các bác mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Chậu này của em thì bao gồm 3 cây đang nụ đây các bác. Cây này 2 vòi luôn các bác ạ. Đây. Cây 2 vòi luôn các bác nhé. Đây, cây này cũng 2 vòi các bác ạ. Cây này cũng 2 vòi hoa. Ở vị trí mình đã có 4 vòi rồi. Cây này thì cũng được 1 vòi nữa các bác ạ. Đây, cháy góc lá khô này. Nói chung là cái chất cây thuần lâu năm thì các bác ạ, nó không tránh khỏi đâu. Em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 600k các bác nhé. Nếu mà bình thường cây này không lỗi thì em sẽ bán chia sẻ bằng 800, tại vì cây nó rất là to và đẹp. Đó, bao gồm là được 5 vòi hoa các bác ạ. Đó, 600k cho một cái chậu Koki mã số 1 ạ. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cây đơn nhé. Cây đơn này rất chi là to các bác ạ. Cây đơn này to lắm, đang nụ các bác này. Cây đơn mít xếp nhé, lá mít xếp. Đấy, cây này thì chia sẻ các bác giá là bằng 250 nhé. Đây là những cây to tuyển các bác ạ. Cây to lá mít tuyển. Dạ, mã số 1 ạ. Bằng 250 các bác ạ. Một cây lá mít to nhá. Đây là cái dòng Koki xưa, hoa nó rất là đẹp. Mã số 1 ạ. Đây là mã số 2 các bác. Mã số 2 thì bao gồm được 2 vòi này. Cây nó nhỏ hơn một chút nhá. Mã số 2 thì chia sẻ các bác là bằng 200k các bác ạ. Đó, 200k cho mã số 2 các bác nhá. Cây nó nhỏ hơn một chút ạ. Dạ, các bác mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhá. Và chia sẻ các bác một cây quế trắng đơn thân. Đây là một trong những cây của quế Hòa Bình, hàng nguyên bản các bác ạ. Gốc của nó cổ lá rất là đẹp các bác ạ. Cổ lá rất là đẹp luôn. Đấy. Cháy một tí lá mặt trên các bác này. Dạ, nó thì có cháy một tí góc lá nữa các bác nhé. Đây là một chậu quế trắng. Quế trắng Hòa Bình các bác, mã số là Q6 ạ. Đó, Q6 thì ở chia sẻ các bác là 480 các bác ạ. Đây, 480 cho mã số là Q6 nhé. Quế trắng các bác ạ. Đây là mã cáo, mã số là 001 ạ. Đó, 001 nó là một chậu cáo rất là đẹp các bác. Đây, một trong những cục cáo nguyên bản mà nó bị long cục ra thì em đặt lên chậu. Chúng cũng khá là lâu và nó phát triển rất là tốt. Dạ, mã số 001 chia sẻ các bác bằng 160 các bác ạ. 160 nhé. Đó, tiếp gửi đến các bác đó là một cây 4N mít xếp. Đó, trước màn hình đó là một cây 4N mít xếp các bác ạ. Đó, cháy đúng một tí mép lá này. Để các bác thấy bản lá rất là to, lá mít xếp rụt nhá. Đó, chia sẻ các bác cây này là bằng 480 các bác ạ. Bình thường em bán 650 là nó hơi bị này. Cháy tí gốc lá, xeo các bác bằng 480 các bác ạ. Bản lá rất là to ạ. Dạ, chia sẻ thêm các bác một chậu cáo xếp nữa các bác này. Các bác nhìn chậu cáo xếp này nó đẹp tuyệt vời luôn ạ. Ở trong này của em có cây phân nhánh to này các bác nhá. Một cây phân nhánh này. Năm nay cây này bóng, chưa thì có vòi. Dạ, mã số là C2 ạ. Ở mã số C2 các bác nhá. Chậu cáo xếp siêu to và đẹp ạ. Đó, chia sẻ các bác mã C2 nhé, bao gồm một con phân nhánh này. Các bác nhìn cái mặt bông này, đây là cái màu hồng sơ mi đẹp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây. Đó, chia sẻ nhé, thực tế là cái màu hoa bên ngoài đẹp hơn trên live rất là nhiều, tại vì chỗ em ánh nắng đang rọi và nói chung là rất là lóa màn hình. Mã số C2 ạ, xeo các bác bằng 550 các bác ạ. Đó, 550 cho cái mã là C2 nhé. Đó, tiếp đến là cái mã C5 các bác ạ. C5 thì nó là cái chậu ở cục nguyên bản các bác. Cây chất này, em mời các bác ngắm vòi hoa siêu là đẹp. Mã số C2 em sale các bác bằng 750 các bác ạ. 750 cho mã là C2 nhé. Đó, bình thường mã này thì em bán 1 triệu cơ. Em sale các bác bằng 750 cho mã số là C2 các bác ạ. À, C5 các bác ơi, đây là mã C5, em xin lỗi nhé. C5 750 ạ. Dạ, trước màn hình là một cái lũa Koki các bác nhé. Đây là một trong những cái hàng ghép lũa thì các bác ký lũa phải nói là để mà chất cây ở lên lũa thì nó đã được tầm 5 năm rưỡi tuổi rồi các bác ạ. Đây, các bác nhìn thấy cây 2 vòi này. Đó, có những cây nó ra vòi từ gốc lên các bác. Đây, 3 vòi các bác này. Đây, ra từ gốc này. Đấy. Đó, vòi hoa nó ra đúng từ gốc hoa luôn nhá. Đó, một lũa Koki tác phẩm ạ. À, chia sẻ các bác cái mã số này là mã số K5. Đó, K5 là một lũa Koki đẹp lắm các bác. Đây các bác ơi, các bác nhìn thấy lũa lan này, đẹp tuyệt vời luôn. Cháy mất một góc các bác ạ. Đấy, cháy mất một tí góc lá nhưng phải nói chất cây siêu là đẹp. Đây là hàng ký lũa. Đó, chia sẻ các bác cái mã số K5 bằng 1.450.000 các bác nhé. 1.450.000 cho một cái lũa Koki, không một chút phân hóa học hoặc là vi sinh nào luôn các bác ạ. Chưa một tí phân nào luôn nhé. 1.450.000 cho cái mã số là K5 các bác ạ. K5.
Dạ, chia sẻ thêm các bác mấy giò tam bảo sắc hoa vàng này. Đây, hôm nay nó còn cũng chỉ còn sót lại như thế này thôi. Các bác nào mà có nhu cầu sưu tầm thì alo luôn nhá. Hôm nay mấy giò này gọi là em sán nốt. Nếu bác nào chưa có thì mọi người tranh thủ hoa vàng lưỡi trắng. Dạ, mã số 1 ạ. Xả các bác bằng 300k các bác nhé. Bình thường cây này các bác muốn 500 ngàn đến 650 một cây. Đó, lá gần như lá kể các bác này. Đó, 300k cho mã số 1 ạ. Dạ, mã số 2 ạ. Mã số 2 thì nó là một cái lũa cũng tác phẩm. Các bác chốt là VIP 2 nhá. VIP 2 em chia sẻ các bác là bằng... Đây là hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ, hoa vàng lưỡi trắng nhá. Các bác chưa có giống thì mọi người sưu tầm luôn. Đây là mặt bông va, nó rất là đẹp ạ. Đó, mã số 2 sale các bác bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu cho mã số 2 nhá. Rất là đẹp. Bình thường mã này em bán 1.380.000, hôm nay xạ các bác mã số 1 VIP này. À, mã số 3 VIP các bác ạ. Đây là mã số 3 VIP nhá. Nói chung là cây nào cũng có vòi hoa các bác ạ. Nói chung là lá thì hơi có độ cháy một chút, nhưng mà để hàng này thì các bác mua cây giống nó rất là đắt. Mã số 3 em chia sẻ các bác bằng 1.680.000 ạ. Dạ, 1.680.000 các bác nhé. Đây là một trong những cái mặt bông hoa vàng lưỡi trắng nó rất là đẹp các bác ạ. 1.680.000 cho cái mã số 3 các bác nhé. Mã số 3. Chia sẻ thêm các bác một chậu kiều các bác này. Đây, một trong những cái chậu kiều. Kiều tím là hang tuyên quang. Nói chung là nó đẹp lắm các bác. Đây, cần hoa, bông tím các bác. Bông tím rất là đẹp. Mã này sale các bác bằng 550 các bác ạ. 550 nha. Đó, 550 các bác ơi. Kiều tím tuyên quang nha. Đó, chia sẻ thêm các bác một chậu gà. Các bác nhìn một chậu gà mà phải nói thân tơ rất chi là nhiều các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó cằn như thế này mà nó đi rất là nhiều mầm gốc luôn các bác ạ. Đây, đây là còn diện là chưa có phân nhá. Chưa có phân luôn. Các bác nhìn là mầm gốc nó đầy rất là nhiều ạ. Đó, chia sẻ các bác một chậu gà. Đó, chia sẻ các bác một chậu gà 170k các bác ạ. 170 cho một chậu gà nhé. Đây là gà dẹt các bác ạ. Gà dẹt bông rất là đẹp luôn. Đó, bông tím thơm rất là đẹp các bác nhé. Rồi, hôm nay xả các bác một cái giò cáo nguyên bản các bác ạ. Đây, một trong những cái chất cây các bác nhìn bản lá to rất là dày. Đó, đối với cây đơn mà nguyên bản to thế này các bác cứ dao động tầm 1 triệu một cây nhé. Đây, một giò nguyên bản các bác ạ. À, một giò nguyên bản cho cái mã số là C3. Cuốn cuốn lại ghi cho mẹ cái chữ C3 đây cái. Đó, C3 là một cục nguyên bản nhá, con dính băng keo. Đây các bác, này, đẹp chưa, vòi hoa nó rất là đạt. Dạ, cái mã C3 là một giò cáo nguyên bản. Nếu các bác lấy thì em vẫn phải cưa bỏ bớt gỗ các bác ạ. Gỗ rất là nặng nhá. Gỗ rất là nặng luôn các bác ạ. Đây, em sẽ cưa đến đây này. C3 thì em sale các bác bằng 700k các bác ạ. 700k cho mã số là C3 nhá. 1 con, 2, 3, 4, 5, 7 con cáo các bác ơi. 7 con cáo cho mã số là C3 nhá. Dính băng keo vào con. Đó, chia sẻ các bác là bằng 700k các bác ạ. Dính băng keo, dính vào lá này này. 700k cho mã số là C3 các bác ạ. Đó, C3 nhá. Hàng nguyên bản, rất là đẹp. Dạ, trước màn hình của em nó là một cái giò hoàng tam bảo các bác ạ. Đây em mời các bác ngắm mà. Đó, khuôn hoa của hoàng tam bảo nó rất là thơm và đẹp các bác ạ. Đó, thực tế là bên ngoài nó đẹp hơn trên live rất là nhiều các bác nhá. À, đây là thực. Đấy, cái chỗ này ánh nắng nó chiếu vào nó rất là lóa luôn các bác. Nó rất chi là lóa luôn các bác, nhìn những cần hoa này. Rồi, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây. Cái giò hoàng tam bảo mã số T1 ạ. Em mời các bác ngắm khuôn hoa của hoàng tam bảo nó rất là thơm. Đây này. Cái bông mới nở nó gần như cái màu xanh cốm của hoàng nhạn 8 các bác ạ. Đây. Mới nở nhá các bác ạ. Đấy. Hôm qua cái màu xanh xanh ngọc nó rất là đẹp luôn. Đó, chia sẻ các bác một cái gì. Hoàng tam bảo cái mã số là T1 ạ. Đó, T1 em chia sẻ các bác là bằng 1.450.000 ạ. Dạ, 1.450.000 cho mã số là T1 các bác nhá. T1 rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, T1 một cái giò hoàng tam bảo siêu là đẹp các bác nhá. Dạ, trước màn hình thì hôm nay em lại giới thiệu các bác một trong những cái giò tam bảo sắc hoa trắng. Đây là một trong những dòng hoa trắng đột biến chuẩn hàng rừng các bác nhá. Đó, chuẩn hàng rừng cho các bác sưu tầm này. Đây, mã số là T10, em mời các bác ngắm này. Đó, thân lá nhựa rất là đẹp các bác ạ. Đó, thân lá nhựa rất là đẹp nhá. Đây là tam bảo sắc hoa trắng, em mời các bác ngắm này. Những cái khuôn bông của tam bảo sắc trắng nó rất là đẹp các bác ạ. Em mời các bác ngắm. Đây là cái dòng tam bảo sắc hoa trắng lá nhựa các bác nhìn này. Đó, một trong những cái mặt bông trắng đột biến này nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, các bác nhìn nói chung ở ngoài như thế nào, bên trong này y như vậy luôn. Đây là bản lá nhựa nhé. Mã số T10 các bác ạ. Đây. Đấy, bình thường thì các bác mua thị trường ấy, là phải đến theo lá cơ. Đấy. Mị bồng con nhá. Nói chung là lá hơi cháy một chút. Nói chung là nó không được đạt 100% đâu các bác. Nói chung là với tỷ lệ như thế này nó cũng dao động 90% rồi các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác một siêu phẩm này với giá là bằng 1.860.000 các bác ạ. Mã số là T10 nhá.
Đó, T10 chia sẻ các bác 1.860.000, bản lá rất là to các bác này, lá nhựa rất là to luôn nhá. Đó, mịn bồng con rất là đẹp, đúng một dề. Dạ 1.860.000 nhá. Đấy các bác có thể tham khảo trên thị trường, đối với những giò này nó dao động không dưới 3.500.000 đến 5 triệu các bác ạ. Đó, các bác có thể tham khảo luôn ạ. Đó, và chia sẻ các bác cái mã này là mã số vẫn là một ngọn tam bảo sắc trắng các bác ạ, và nó bị lỗi lá một chút nhá, không tránh khỏi đâu. Đây, vòi hoa các bác này. Lá là lá nhựa luôn nhá các bác ơi, rất là đẹp. Dạ mã này thì có mã số là G5 các bác ạ. Đây G5 nhá, chia sẻ các bác này, đẹp chưa? Đó G5 nhá, em sale các bác mã này là bằng 550 đi, xả các bác mã này lấy con giống này 550 này. Đấy, chuẩn cây chuẩn hoa các bác nhá. Chuẩn cây chuẩn hoa cho các bác mình sưu tầm ạ. Đó, các bác có nhu cầu sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhá. Đó, số điện thoại chính là 0977 42981 các bác ạ. Đó. Trước màn hình của em là một cái giò vũ nữ ong vàng phải nói siêu to khổng lồ các bác ạ. Một em vũ nữ ong vàng các bác này, dinh hoa trấn Tết thì phải nói là bao phê luôn các bác. Đó. Chia sẻ các bác một siêu phẩm vũ nữ ong vàng với giá là bằng 1.500.000 các bác ạ. Đó, 1.500.000 cho một siêu phẩm vũ nữ ong vàng các bác nhé. Đó, trước màn hình em có cái giò tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ. Đây là nguyên một dề các bác nhé. Đây, hàng nguyên một dề tác phẩm này. Đó, tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ, nguyên dề nhá. Em mời các bác ngắm. Hoa rất là đẹp. Tam bảo sắc Điện Biên và em sale các bác cái mã này là bằng 700.000 các bác ạ, 700.000 cho một dề nhá. Mã số là T2. Và chốt là T2 tam bảo sắc Điện Biên ạ. Bình thường giò này em bán hơn 1 triệu. Đó, 1.3 đến 1.5 ạ. Hôm nay sale các bác bằng 700.000 các bác nhá, 700.000. Và đây là tam bảo sắc Điện Biên ạ, rất là đẹp ạ, cả nhà mình nhá, đúng một dề. Chia sẻ các bác một cái chậu coqui hoa vàng các bác ạ, mã số 1 ạ. Đây là cái dòng coqui hoa vàng bông rất là to luôn các bác nhá. Đấy, bản lá to dày các bác ạ. Gái bê cho hộ mẹ cái giò cáo nguyên bản này, đây mẹ cái. Đây là cái dòng coqui hoa vàng các bác ơi, một trong những cái mặt bông phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bác. Bông khuôn bông nó rất là to. Đó, chiếc bông bên ngoài nó đậm hơn trên lai rất là nhiều các bác ạ, tại vì đây nó lóa màn hình nhá. Hơi lóa màn hình các bác. Đó. Đây là coqui hoa vàng mã số 1 ạ. Đó, mã số 1 một triệu coqui hoa vàng, em chia sẻ các bác bằng 1 triệu nhá. Đó, bình thường các bác mua những cái thân này tầm 580-600.000 một thân các bác, bản lá rất là to luôn. Đó, 1 triệu cho mã số 1 ạ. Đó, đây là mã số 2 các bác ạ. Mã số 2 thì bao gồm là có 2 cây nhá. Đó, mã số 2 em chia sẻ các bác là bằng 680 các bác nhá, 680. 680 nhá. Hộ một cái giò cáo nguyên bản mà nó trùng ở góc đấy, nó hơi đùng đeo không bê được. Đấy. Đấy, em giới thiệu thêm các bác một cái giò cáo nguyên bản này nữa để em qua mã này. Đây, chia sẻ các bác một cái giò cáo nguyên bản một cục các bác nhá. Đây, trùng tay xuống. Đây các bác, đấy, đấy, trước màn hình một cục áo nguyên bản như thế này các bác nhìn này. Đây, đối với hàng nguyên bản các bác nhìn cái chất cây không một tí phân nào luôn, đúng không ạ? Không một tí phân nào luôn, vòi hoa rất là dài các bác nhá, rất là đạt luôn, 1 2 3 4 con cáo để búi này. Đấy, hàng nguyên bản một cục nhá. Đấy, các bác nhìn cần hoa rất là to luôn. Đó, chia sẻ các bác cái giò này là bằng 750 các bác ạ, mã số 6 nhá. Mã số 6 một cục cáo nguyên bản. Đó, hàng nguyên bản một cục luôn, chưa một tí phân gọi là vi sinh hay hóa học nào các bác ạ. Đó, em qua đơn nhá, 750 các bác ạ, mã số 6 ạ. Mã số 6 nhá, cáo nguyên bản, chia sẻ các bác một cái dề tròn này. Đây, em mời các bác ngắm cái dề tròn mã số 15 nhá. Các bác nhìn vòi bông phải nói siêu là đỉnh các bác ạ. Đó, những cái chùm hoa siêu đẹp các bác ơi. Dạ, siêu phẩm một cái dề tròn nhá, mã số 15 ạ. Đó, mã số 15 chia sẻ các bác là bằng 700k các bác nhá. 700k hôm nay xả đơn các bác ạ. 700k mặc dù lá cháy, các bác nhìn những con tròn lá mít nó rất là đẹp luôn. Đây các bác ơi, không một tí phân nào này. 700k cho mã số 15 một cái giò tròn siêu vip nhá. Một cái dề tròn các bác ạ. Nói chung những con tròn đơn rất là đẹp. Dạ, chia sẻ thêm các bác một cái dề tròn này mã số 16 này, mã số 16 là bao gồm hai con tròn đơn. Các bác nhìn bản này. Mã số 16 chia sẻ các bác là bằng 650 các bác ạ, hai con đơn rất là đẹp luôn các bác ơi. Mặc dù nó cháy lá nhá. Đây dòng lá mít các bác nhìn. Nói chung là cái lũa lan mà không một tí phân nào các bác ạ. Đấy. Chia sẻ các bác 650 cho mã số là 16 nhá. Mã số 16 các bác ạ. Đó, tiếp theo thì chia sẻ các bác cái mã số C17 ạ. Mã số 17 các bác nhá. Mã số 17 em mời các bác ngắm này. Những con trồn của nó là siêu đẹp đẹp luôn các bác. Mã số 17 ạ. Em mời các bác ngắm nhé. Trời ơi. Bác nhìn những con trồn đơn để nó siêu đỉnh các bác ạ. Đấy. Bác nhìn nó hơi khó các bác này. Dạ mã số 17 ạ. Góc thì nó có bị cháy một chút lá, không ảnh hưởng chất cây. Các bác nhìn cần hoa nó rất là dài luôn nhá.
Cần hoa nó rất là dài luôn các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác cái mã số 17 ạ. Mã số 17 hôm nay xả các bác bằng 860 các bác nha. 860 cho mã số 17 các bác ạ. Rồi, mã số 17 860 các bác nha. Đó, các bác sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. 0977 842 981 các bác ạ. Và thêm một cái chậu chồn đơn thân nữa. Đây một cái chậu chồn đơn thân, cái chậu này thì rất là đẹp các bác ạ. Mã này là mã số 4 các bác ạ, mã số 4 nhá. Hai con chồn đơn rất là to các bác, lá mít này. Bốn vòi hoa luôn các bác ạ, bốn vòi hoa nhá. Đó, hai con chồn đơn mã số 4 ạ, chia sẻ các bác mã này là bằng 650 các bác nhá. Trời ơi con nó to, ơi là to. Mã này 650 các bác ạ, 650 nhá. Bốn vòi các bác ạ. Bốn vòi hoa luôn, mã này 650 ạ. Bình thường các bác mua một cây đơn này tầm 1 triệu một cây các bác ạ. Đó. Chia sẻ các bác bằng 650 nhá. Đây em có cái mã nhạn tháng 8 các bác ạ. Đây này. Qua thợ làm ở ngoài giàn đấy. Họ rút mấy cái thanh thanh giáo sắt ấy, thành ra là nó bị rớt cái lũa này xuống ấy. Nó rớt xuống thành ra là nó hơi bị lỗi một lá các bác ạ. Nó này, một con này. Này con thác đổ dáng rất là đẹp các bác nhá. Nhạn tháng 8 này. Và cái này là sale lại cho bác nào về lấy giống thôi chứ bình thường à. Một cây như thế này các bác đã dao động từ 480 đến 550 rồi. Có chia sẻ các bác cái mã này là mã số 3 nhá. Mã số 3 nhạn tháng 8. Nhạn tháng 8 ra like các bác nhá. Và chia sẻ các bác mã này là sale lỗ thôi. Thực ra có con lá mít, có con lá chỉ thiên. Mã này thì được 4 cây các bác ạ. Nó hơi nhỏ nhá. Cây này lỗi lá này. Lỗi này các bác, rơi nó bị lỗi này. Đấy, rễ nó trên lũa nó rất là dài luôn. Mã này thì bao gồm được 4 cây. Chia sẻ các bác mã này là bằng 300k các bác nhá. 300k cho nhạn tháng 8 này. Mã số 3 này. Đó, mã số 3 được 4 cây các bác ạ. Nhạn tháng 8 nhá. Bình thường các bác mua cây này 550 thôi. Đó, 300k cho mã số 3 các bác nha. Đây là mã số 2 các bác ạ. Mã số 2 thì được 3 cây rất là đẹp ạ. Trời ơi, những cây này các bác cứ dao động từ 550 một cây. Mã số 3 này sale các bác là bằng 368 các bác ạ. Mã số 2 bằng 368 nhá. Em có đúng 3 đơn không? Đó, mã số 2 bằng 368 các bác ạ. Nhận tháng 8 nhá. Cây đẹp lắm các bác này. Rồi, đỉnh chưa? Cây rất chi là đẹp luôn đúng không ạ? Rồi. Đó, mê luôn các bác ơi. 368.000 chỉ bằng một cây thôi các bác ạ. Đấy. 368.000 cho mã số 2 nhá. Dạ đây là mã số 1 ạ. Đó, mã số 1 thì chia sẻ các bác là bằng 300k các bác nha. Rồi, đẹp chưa ạ? Đó. Gọi là cái này em không có thời gian ghép lại, bác nào ký thì các bác lên lũa cho em nhá. 300k cho mã số 1 các bác ạ. Dạ 300k cho mã số 1 nhá. Các bác có nhu cầu sưu tầm những cái tác phẩm đẹp thì alo qua số điện thoại cho em các bác ạ. Này. Chia sẻ các bác một cái giò cáo này nữa các bác này. Đây là một cục cáo nguyên bản nhá. Các bác ngắm cho em này. Cáo nguyên bản mà chất cây nó như thế này là các bác biết nó rất là khỏe luôn. Đó. Hàng đã được cưa từ trên rừng về nhá. Một lũa nguyên bản với lũa này thì bao gồm được 6 cây các bác ạ. Đó, 6 cây chia sẻ các bác lũa nguyên bản này này. 600k các bác ạ. 600k cho mã số là S2 ạ. S2 các bác nhá. Đây là mã số S2 bằng 600k các bác ạ. Đó. 600k cho một cục cáo nguyên bản này. Mã số S2 này. Nó hơi nắng các bác nhá, S2. Đây là mã số S3 các bác, S3 nhá. S3 vẫn là hàng nguyên bản này. Đó, S3 thì vẫn là hàng nguyên bản nhá. Chia sẻ các bác mã này là bằng S3 bằng 680 các bác ạ. 650 cho mã số S3 đi các bác, một dề nhá. Bao gồm 1 2 3 4 5 6 con cáo các bác ạ. Đây này, con đây còn đang bồng hai con lá nhăn nhăn nữa các bác ạ. Đó. 650 cho mã số S3 các bác nhá. 650 cho mã số S3, đây là mã số S4. Đó, S4 thì vẫn là hàng nguyên bản một cục như thế này các bác ạ. Đây, đỏ có này, tím sơ mi có các bác này. Để con rất là nhiều luôn ạ. Mã số S4 ấy. Đó, S4 chia sẻ các bác là bằng 750 các bác nhé. 750 cho mã số S4 ạ. Đó, 750 cho mã số S4 các bác nhé. Đó, S4 các bác ạ. Đó, chia sẻ thêm các bác một cái giò cắt cổ các bác này. Đây, một trong những cái siêu phẩm cắt cổ hai lá nhé. Một trong những chậu cắt nó rất là to. Đó, gửi đến các bác trên like ngày hôm nay với giá là bằng 1 triệu 5 các bác ạ. 1 triệu 500k nhé. 1 triệu 500k các bác ạ. Chia sẻ các bác một chậu quế trắng tháng 8 hàng nguyên bản một cục ạ. Đó, với giá là bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu cho mã số là Q5 ạ. Dạ, đây là mã số Q5 các bác nhé. 1 triệu ạ. Đó, chất cây nguyên bản nó rất là đẹp ấy. Cái này cháy một tí lá này. Mã số là Q5 1 triệu ạ. Dạ, trước màn hình là một cây nhạn tháng 8 rừng Campuchia nhé. Nhạn tháng 8 rừng Campuchia các bác ạ. Bác sưu tầm cây này nó lỗi lá đây các bác này.
Sale các bác bằng 1.150.000 các bác nhé. 1.150.000 ạ. Đó, nhận tháng 8 rừng Campuchia các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn các bác ạ. Và chia sẻ thêm các bác một chậu quế trắng nữa này. Trước màn hình là một chậu quế trắng hàng nguyên bản mẹ bồng con. Đó, một mẹ 5 con các bác ạ. Đấy, quế trắng. Các bác nhìn quế trắng Hòa Bình bản nó đẹp lắm. Đấy, một mẹ bồng 5 con nhé. Dáng này là để búi các bác. Mã số 1E em chia sẻ các bác bằng 1.100.000 các bác nhé. 1.100.000 cho mã số 1E các bác ạ. Mã số 1E nhé. Quế trắng tháng 8 nguyên bản nhé. Đó, tiếp theo chia sẻ các bác một chậu gà này. Chậu gà này cũng rất là đẹp các bác ạ. Gà sum lắm, cái chậu đỉnh. Đó, siêu các bác 199.000 cho cái chậu gà to này nhé. Chậu này rất là to. Đó, một chậu đi gà rất là đẹp các bác ạ. 199 nhé. Em mời các bác ngắm cái bông của cái lan đuôi chồn các bác. Cái dòng chồn này nó rất là thơm nhé. Đây các bác ơi, nó bắt đầu hé thôi. Đó. Chứ cái khuôn hoa của nó rất là sắc nét luôn các bác ạ. Đây em chia sẻ các bác xem. Bông hoa mà nó nở sớm mai nhé. Cái này là ánh nắng chiếu lóa quá. Nó hơi lóa các bác ạ. Đây em mời các bác ngắm này, cái bông của chồn này. Này, này. Bác ơi đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, bông chồn này nó to, nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Vừa hôm trước cái bác kia bác nhận nở ra bác khen thích quá luôn ấy. Vòng bông này rất là to luôn các bác ạ. Đó, chuẩn cho mọi người luôn nhá. Đấy, cái chậu chồn siêu là đẹp các bác ạ. Đó. Dạ, tiếp đến thì chia sẻ các bác một cái chậu, một cái lũa nhạn Buôn Đôn tháng 4 các bác ạ. Đây là nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4 nhá. Em còn có một giò nhỏ nhỏ như thế này. Bác đã sưu tầm được cái giò Buôn Đôn tháng 4 này thì chốt cho em nhá. Mật bông đẹp lắm các bác. Nó chỉ sau hàng nhạn tháng 8 thôi. Nhạn Buôn Đôn tháng 4 mã này chia sẻ các bác bằng 420 các bác ạ. Xả nốt nhá. Gọi là xả nốt, bình thường cái giò này em bán 860 các bác ạ. Hôm nay xả các bác 420 các bác nhá. 420 ạ. Đó, chia sẻ các bác một chậu cẩm báo 230.000 các bác này. Duy nhất một chậu nhá. Hết rồi các bác ơi. 230 các bác nhá. Mật bông của cẩm báo nó rất là đẹp các bác ạ. Có 230.000 ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại cho em các bác nhé. Đó, chia sẻ các bác một cây đai trâu bò sữa rất là to. Đó, một chậu bò sữa siêu to nhé. Hôm nay xả các bác bằng 680 các bác ạ. Đó, 680 cho một cái chậu đai trâu bò sữa nhá. Đó, tiếp một cậu, một hồng cánh sen khủng. Đó, một hồng cánh sen khủng nhá. Hồng cánh sen khủng mẹ bồng con ạ. Đó, chia sẻ các bác cũng bằng 680 các bác nhé. Xả lỗ đấy. Đó, xả lỗ các bác 680 các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác một chậu ám kính bầu này. Đây một chậu ám kính bầu nụ rất là nhiều nhá. Có 230.000 một chậu các bác ạ. Đó, thân hoa có những thân nó hơi khủng. Không phải nói chơi hết hoa các bác vẫn. Mà không xả nốt các bác 199.000 đi. Mã này xả các bác 199 nhá. Đây có chậu ám này. Ám lá nhựa, ám địch quả. Chậu này đang nụ các bác ạ. Chia sẻ các bác chậu này là 280.000 các bác nhá. Xả lỗ đấy. 280 các bác ạ. Dạ, một siêu phẩm Phú Thọ 5 cánh trắng quốc dân nhá. Đây các bác ơi, phải nói là các bác nhìn những cái mầm gốc này. Nói chung là không đếm xuể được, hoa thì như trấu luôn. Dạ hôm nay sale các bác mã này là bằng 1.150.000 các bác ạ. 1.150.000 cho một siêu phẩm 5 cánh trắng Phú Thọ hàng VIP nhá các bác. Hàng siêu VIP nhá. Phú Thọ quốc dân sẵn nụ các bác ạ. 1.150.000 nhá. Đó, thêm các bác một cái tác phẩm kiều trắng các bác này. Đây là kiều trắng của Thái, bông. Mặt bông hoa trắng tinh rất là đẹp các bác ạ. Đó 550.000 nhá. Đó 550.000 cho cái chậu kiều trắng này các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đó chia sẻ thêm các bác một chậu cửu bảo tiên đang nụ các bác ạ. Đây là một chậu cửu nhá. Cửu bảo tiên các bác này. Đây có những cây hai vòi hoa các bác ạ. Cây nào cũng có nụ nhá. Dạ cửu bảo tiên chia sẻ các bác chậu này là bằng 600.000 các bác ạ. Đó 600.000 cho một chậu cửu bảo tiên các bác nhá. 600.000 cho một chậu cửu bảo tiên ạ. Dạ, các bác có nhu cầu sưu tầm những cái tác phẩm VIP thì alo trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhé. Các bác cứ liên hệ trực tiếp đến số là 0977 842 981 các bác ạ. Dạ, trước màn hình của em là một chậu sơn thủy tiên. Đây là cái dòng mắt nâu đen các bác ạ, mắt nâu đen nhá. Em có đúng một chậu thôi. Bình thường chậu này các bác mua tầm 680 đến 800.000 nó mới sale các bác, chậu này là 450 các bác ạ. 450 nhá, một chậu sơn thủy tiên mắt nâu đen ạ, có đúng một chậu thôi ạ. 450 các bác nhá, 450. Đấy, đây chia sẻ các bác một cái giò sóc này. Đây các bác ơi, trước màn hình em là cái dề sóc nha, đuôi sóc ạ. Đó rất là đẹp các bác ạ. Dề này chia sẻ các bác bằng 580.000 các bác nhá. Đó 580 cho một cái giò sóc này các bác này. Đấy.
Bác sưu tầm cái giò sóc mã số là S1 nhé. S1 một cái giò sóc cũng rất là đẹp các bác ạ. Em mời các bác ngắm lại đây, khuôn hoa của sóc đây các bác này, đang bắt đầu nở này. Đó, các bác nhìn thấy này. Đấy, đẹp lắm luôn các bác ạ, sóc đấy. Đấy, mã này cũng chia sẻ các bác mã số S2 cũng bằng 580 nhá. Chưa có hạ xuống được các bác ạ. 580 các bác ạ. Đây. Mã số S3 này, S3 để các bác bằng 700k rất là to này. Đó, S3 một cái dề sóc rất là to các bác nhá, chia sẻ các bác bằng 700k các bác ạ, 700k. Đó, cho cái mã số là S3 các bác nhá, S3. Đó, trước màn hình này em có ba cái combo, ba cái chậu đai châu này các bác ạ. Gọi là duy nhất còn ba chậu đai châu này xả thanh lý các bác nhá. Gọi là giá xả thanh lý á, bình thường em bán 280 đến 350 một chậu. Hôm nay combo ba chậu các bác ạ, ba chậu thì bao gồm được 5 cây nhá. Mấy cây lá mít nó rất là to, đứt một tí đọt các bác này. Nói chung là ba cây nó hàng là mít màu các bác ạ, mít màu nhá. Đó, bò sữa này, trắng này, cam này, đấy. Bò sữa trắng với cam này combo ba chậu này siêu các bác bằng à 350 các bác ạ, 350 mình có ba chậu nhá, xả lỗ đấy các bác. Cây đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đó, 350 mình có ba chậu các bác nhá, ba chậu luôn. Đấy, chia sẻ thêm các bác một chậu cửu bảo tiên mã số 2 này, cửu này. Đó, cửu bảo tiên mã số 2 đều có nụ các bác nhá. Mã này cũng là bằng 600.000 một chậu ạ. 600.000 cho một chậu cửu bảo tiên mã số 2 nhá. Cửu đang nụ đấy. Đấy, chia sẻ các bác một chậu quế trắng các bác ạ. Đây là một trong những cái chậu một gốc để búi. Cái hàng này nó hàng nguyên một dề các bác ạ. Đó, một gốc mà để cả một đàn con nhá, một búi luôn. Nói chung đối với những chậu để búi này thì nó rất là ít. Chia sẻ các bác mã số là D6 ạ. Đó, D6 thì bằng 1.480.000 các bác nhá. 1.480.000 cho mã số là D6 các bác ạ, D6 nhá. Đấy ạ, trước màn hình của em nó là một trong những cái giò siêu phẩm ạ. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Đây. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác ơi. Bác sưu tầm một cái dề này thì chốt cho em nhá. Siêu phẩm này. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng một tác phẩm VIP ạ, hôm nay sale các bác cả nhà mình nhá, một dề nguyên bản nhá, mẹ bồng con đi búi để cả dề nhá. Đó, chia sẻ gửi đến các bác cái mã này là bằng 12.500k các bác nhá. 12.500.000 các bác ạ. Hôm nay là cắt lỗ các bác hơn 1 triệu rồi các bác ạ. Đó. Bản lá 5 sen 8 này 6 sen các bác nhá. Nói chung là một siêu tác phẩm VIP ạ. 12.500.000 các bác nhá. 12.500k. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Đấy, siêu là phẩm. Nói chung là siêu phẩm VIP luôn. Đó, hoa vàng lưỡi trắng này em giới thiệu các bác một cái dề hoa vàng lưỡi trắng nữa. Nó mịn bồng con rất là đẹp các bác, chờ em một chút nha. Cái này là một cái siêu phẩm này. Đây, em giới thiệu các bác cái giò này, hoa vàng lưỡi trắng cho cái mã số 2 này, mịn bồng con này. Trời ơi, ngọn này nó hơi. Đây, chia sẻ các bác cái tác phẩm này. Đấy, chú kia chú cứ nhận mãi, bảo để mấy nữa chú đi công tác về thôi. Có giò nào bán trước cái giò đấy các bác này. Đây, chuẩn hàng rừng các bác nhé. Chuẩn hàng rừng VIP mị bồng con như thế này các bác này. Cái này là hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Đây. Đấy, vòi hoa dài như thế này luôn các bác, nó nở rồi ấy. Nó nở rồi các bác nhé. Cái gì này thì đây các bác nhìn thấy nó đang đẻ con ở tất gốc chân này. Đây. Này các bác thấy chưa? Đẻ con này. Đấy, tất nách lá luôn. Đấy, chia sẻ các bác cái gì này nhá, hoa vàng lưỡi trắng chuẩn cho các bác luôn. Đó, khỏi phải bảo hành hoa được chưa? Cái tác phẩm này này, bác nào sưu tầm được thì chốt này. Nó hơi lỗi mà lá một chút các bác nhé, hơi lỗi lá một chút thôi, em sẽ sale. Đấy, các bác ngắm cho em nhá, bản lá nhựa rất là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn này, hoa vàng lưỡi trắng nhá. Cái mã số này thì em chia sẻ các bác là bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 nhá. Cái này là hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ.